Không cần đâu. Mình biến thiên thần đi mọi người ơi. Biến thiên thần đi. Tí bỏ con A chốc ra. Hoặc là bỏ con này ra gì gì đấy. Mình kẹp thêm nhiều hệ vào là đẹp. Người thấy hợp lý không? Con va của mình đang bị đời nhân điên một tí. Đang bắn hơi kinh kinh một tí. Ủa, con này trâu chưa? Sấy không chết con này luôn mà. Mình mới lên được 9 nhở. Ui, mình mà lên được 9 thì bờ binh đấy anh em ạ. Bây giờ bỏ một con đi là kẹt đánh được 4 hiệp sĩ này mọi người này. Đấy, như này. Chả khỏe à. Ui dồi ôi, như này chả khỏe phải đái luôn đấy. Có tí mà không muốn đánh hiệp sĩ thì mình kẹt thiết sát vào, đúng không? Khỏe đấy chứ nhờ. Mình có tận 2 biến thiên thần cơ mà. Biến thiên thần ý thì bản chất những cái con này nó cũng mạnh này. Thì nó sẽ ngon hơn. Đó. Con này đây hồi máu cho anh đi. Con này một mình một bầu trời đi. Ok chưa? Ok chưa? Bán tạm thời đi nhá. Mẹ rồi. Đi ra thằng phá trời. Đi ra thằng phá trời. Khỏe chưa? Và rất hay khỏe chưa? Lên 9 nhá. Lên 9 nhá anh em nhá, lên 9 nhá. 9 thiên thần nhá. Đủ chưa? Đủ chưa? 6 thiên thần, 7 thiên thần, 8 thiên thần, 9 thiên thần luôn. Ok đấy nhở. Ok đấy nhở anh em nhở. Có chỗ thiết giáp đúng không? Không có gì ra đang ngon. Không có gì ra đang ngon anh em. Thế thì bỏ con này đi này. Mình sẽ cố gắng eco thần nhiều tiền có thể nhá. Để lên được cấp sớm nhất. Sao nhà này nó cứ khỏe khỏe anh em ơi. Bán lâu thế. Có khi mình cái thiết giáp thay con ấy là không ăn rồi đấy. Sao mà lên được 9 nhờ, thọt tiền quá. Cần mấy round nữa cơ. Thôi lì lì vậy, lì lì vậy. Mày chiếu biến tà thần. Mày chiếu ngon đấy, mày chiếu ngon quá mọi người ơi. Cái mày chiếu đánh với nhà cách lão tử này ngon này. Ok không, ok không. 9 thiên thần không ngon đâu đâu ơi à. Thử đi anh em. Mấy khi nhiều biến này. Ô, mấy khi nhiều biến này. Kẹp vào cho nó ngon chứ. Bây giờ mình chỉ cần bỏ con này ra thôi. Đấy là mình kẹp 2 con này vào. Nó bới binh rồi. Đúng không? 6. Đâu? Mình phải bỏ 2 con này ra. Thì mình chỉ mất 2 hiệp sĩ thôi. Đúng không? Thì mình đánh 2 hiệp sĩ thôi. 9 thiết thần. Rồi ôi chơi thử đi mấy khi. Mấy khi anh em ơi. Bắn đang nào trả vào top 4 rồi. Thằng mồm luôn hay quá. Con này đang được. Con này cứ đứng lên một mình một bầu trời bắn từ đầu đến cuối đây anh em ơi. Cứ đừng bắn thôi. Con này cứ đừng bắn thôi. Đỉnh không? Vanos 2 đỉnh không? Thật ra thì lên 9 thì mình có thể thay kêu bằng Vanos cũng được. Đây hai nhà này giết nhau rồi. Đấy dễ chơi chưa? Thế là xong. Một nhà đi. Nhà cách nào tử thua nhà mình nguyên nhà này anh em ấy. Thay Garen á. Ủa bạn ơi, con Garen là con co đấy.
Bạn cứ bỏ ga lên thôi. Mình đang tính là có nên hay kêu, nếu mà kêu hai thì cho kêu cầm đồ va đốt được. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ lại cái game vừa nãy rồi, đần lắm. Thôi. Không, hết round này là mình lên được cấp, hết round này mình lên được cấp. Gặp cách lão tử rồi, gặp nhà này rồi, bây giờ gặp nhà này thôi nhờ, từ từ. Thôi để nguyên đi. Vẫn chiều đúng này.